Cứ chê trứng thành bóng, nhưng hãy thấy chân dài là ngứa ngáy bình phẩm ngay trong một nốt nhạc. Đừng ai chê trứng thành bóng nữa, bởi chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là anh đã hành động luôn và ngay. Dù đã cưới Harugon được hơn 2 năm, tuy nhiên giới tính của Trấn Thành vẫn luôn bị bàn tán và đặt dấu hỏi. Có nhiều tin đồn rằng anh cặp với đồng nghiệp nam, tuy nhiên đều là vô căn cứ. Nếu những ai còn băn khoăn về chuyện này có lẽ cần xem xét hết loạt ảnh dưới đây để biết Trấn Thành là thẳng hay công. Nếu công thì liệu rằng anh có những phản ứng như thế này khi gặp những người đẹp khoe ngực, khoe chân gợi cảm. Đầu tiên là khi thấy các cô nàng khoe vòng một táo bạo, ví dụ như Harugon trong bức ảnh này, thì Trấn Thành khó mà kim lòng. Hay đứng trên sân khấu thì anh cũng tranh thủ liếc đôi chút. Đàn chị Kỳ Duyên mặt kính như bưng mà Trấn Thành cũng phải dòm chút mới yên tâm. Có lần Trấn Thành còn hồn nhiên vuốt trên ngực vợ để khoe chiếc áo mới. Trên sân khấu, đang hát phiêu thì bàn tay của Trấn Thành cũng phiêu theo điệu nhạc. Không chỉ vậy, anh còn tích cực ôm ấp rồi có những cử chỉ thân thiết. Bất kể trên sân khấu hay hậu trường thì anh đều thân mật với Angela Phương Trinh. Phương Trinh Jolie cũng thở không ra hơi vì bị Trấn Thành gặm má. Bức ảnh Thanh Hằng khoe chân dài miên man, Trấn Thành vào khen đẹp xuất sắc. Khi Harugon vặn vẹo chồng, Trấn Thành chẳng ngại đáp trả ngay. Hay một lần Trương Vịnh Anh khoe ngực trễ nải thế này, thì làm sao mà Trấn Thành bỏ sót comment cho được. Bạn gái cũ Mai Hồ đang ảnh than mệt, Trấn Thành chẳng hỏi han mà chỉ bình luận ôi vếu, đã vậy còn tung hứng với Trịnh Thăng Bình nữa.